Hôm nay, ngày 18 tháng 10, đà tăng lãi suất đang chững lại, tổng hợp lãi suất tiết kiệm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV cao nhất. Cụ thể mức lãi suất ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Lãi suất các ngân hàng tính từ đầu tháng 10 đến nay ghi nhận 4 ngân hàng tăng lãi suất. Mới đây nhất, thị trường ghi nhận ông lớn Agribank điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Trước đó, đã có 3 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng này, gồm Eximbank, LPBank và Phát Á Bank. Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất trong tháng này. Agribank cũng điều chỉnh giảm nhẹ 0,1% trên năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Trong tháng 9, thị trường ghi nhận 12 ngân hàng tăng lãi suất, bao gồm Nam Á Bank, BCBank, ACB, BVBank, NCB, Agribank, GBBank, Vietbank, Oceanbank và Đông Á Bank, Bắc Á Bank và OCB. Đây là tháng có ít ngân hàng tăng lãi suất nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Có thể số ngân hàng tăng lãi tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10 này do đà tăng lãi suất huy động của các ngân hàng đã chậm lại. Trên thị trường, BVCombank hiện dẫn đầu về mức lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiền tại quầy với mức 9,5% do kỳ hạn 12 đến 13 tháng. Tuy nhiên, điều kiện để được trả mức lãi suất trên đến 9,5% là khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Tiếp theo là HDBank với mức lãi suất đặc biệt khá cao lên đến 8,1% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn 18 tháng. MSB áp dụng mức lãi suất tiền gửi tại quầy lên tới 8% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Đông Á Bank có mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trở lên, lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên, áp dụng mức lãi suất 7,5% trên năm. Ngân hàng này cũng áp dụng lãi suất 6,1% đối với kỳ hạn 24 tháng. Ngoài ra, hiện nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6% trên năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài nhưng không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu. Hiện NCB áp dụng mức lãi suất 6,15% cho kỳ hạn 24 tháng. Techcombank VPBank áp dụng mức lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 12 tháng. Oceanbank áp dụng mức lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 24 tháng. Bắc Á Bank áp dụng mức lãi suất 6,05% cho kỳ hạn 24 tháng. BVBank và Techcombank VPBank cũng áp dụng lãi suất 6% kỳ hạn 24 tháng và 12 tháng. VRB và Đông Á Bank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 24 tháng. Saigonbank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng, mức 6,1% cho kỳ hạn 36 tháng. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Theo công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tuần từ 30 tháng 9 đến 4 tháng 10, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng Việt Nam đồng đạt sấp xỉ 2.149.032 tỷ đồng, bình quân 429.806 tỷ đồng một ngày, tăng 24.430 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 431.959 tỷ đồng, bình quân 86.392 tỷ đồng một ngày, tăng 11.811 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, chiếm 90,88% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần chiếm 4,49% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 89,74% và 6,92% tổng doanh số giao dịch. Lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 3 tuần, 1 tháng và 3 tháng đều tăng lần lượt là 0,01%, 0,07%, 0,05% và 0,04% trên năm. Trong tuần, lãi suất kỳ hạn qua đêm là 4,17%, kỳ hạn 1 tuần 4,10%, kỳ hạn 2 tuần 4,16%, kỳ hạn 1 tháng 4,28%, kỳ hạn 3 tháng 4,54%, kỳ hạn 6 tháng 5,19% và kỳ hạn 9 tháng có lãi suất 5,68% trên năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ liên ngân hàng, lãi suất các kỳ một tuần tăng 0,01% và 2 tháng tăng 0,04%. Theo đó, lãi suất giao dịch đô la Mỹ kỳ hạn qua đêm là 4,83%, kỳ hạn 1 đến 2 tuần là 4,87%
kỳ hạn 1 tháng 4,9%, kỳ hạn 3 tháng 4,97% và kỳ hạn 6 tháng 4,75%. Hiện đã có 4 nhà băng tăng lãi suất trong tháng 10, ngoài Agribank còn có LP Bank, Bắc Á Bank và Eximbank. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Top 5 sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee, bạn đã biết chưa? Đầu tiên, hãy khám phá tai nghe không dây Beyers WM02, mẫu tai nghe Bluetooth 5.3 TWS với khả năng chống ồn tốt. Tiếp theo, sữa tắm gội 3-in-1 Chrisman, phiên bản hương nước hoa Chris Legend 350ml. Sản phẩm thứ ba là củ sạc nhanh Beyers PD20WGA-N51C. Nếu bạn yêu thích ẩm thực, đừng bỏ qua nồi chiên không dầu Gabor GAM6A AF65M với dung tích lớn 6,5 lít. Cuối cùng là pin sạc dự phòng Beyers 20.000 mAh với công nghệ sạc nhanh 22,5W. Nếu bạn thấy hứng thú, đừng quên click vào góc trái màn hình hoặc phần mô tả của video để xem thêm chi tiết sản phẩm nhé.